Kính thưa quý vị, dù chợ mới khang trang nhưng người dân vẫn họp chợ ngoài đường. Đó là tình trạng xảy ra đã 2 năm nay ở chợ Thanh Sơn thuộc xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Đây là khu chợ tự phát trên đường 402 thuộc xã Thanh Sơn. Mỗi sáng từ 5 đến 10 giờ và chiều từ 16 đến 18 giờ, tiểu thương lại tụ tập ra đường mua bán tấp nập. Trái ngược với sự nhộn nhịp của chợ Cốc, cách đó khoảng 100m, chợ Thanh Sơn khang trang hơn, sạch sẽ hơn nhưng lại vắng tanh. Chợ Thanh Sơn được xây dựng bằng nguồn vốn hỗ trợ của dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm với sự góp đất của xã. Chợ rộng 1.500m², có mái che, khu vệ sinh, khu nhà bảo vệ, nhà để xe. Ở đây được chia thành nhiều quầy với đầy đủ tiện nghi như điện, nước, ngăn đựng đồ. Năm 2015, khi chợ Thanh Sơn mới đi vào hoạt động, chính quyền xã đã có nhiều hỗ trợ như miễn phí chỗ ngồi, điện, nước, vệ sinh trong vòng 6 tháng, nên nhiều tiểu thương rất phấn khởi đưa hàng hóa vào chợ mới bán. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng, tiểu thương lại đồng loạt bỏ chợ ra đường. Cả ngày không bán được 10 cân cá, nhưng ngoài đường thì một ngày bán được 1 tạ. Thì dân mới có tiền đóng học cho con. Có tiền sinh hoạt hàng ngày mới cho con ăn học đi. Mà trong chợ đấy thì bọn chị chết đói. Bắt thì vô vẫn mãi tận ở trong chợ thì nhiều vậy sâu quá. Thì đây bọn người ra đây đi trường thường buổi sáng ấy là nó tạt qua nó mua đi nó sâu ở đấy thì nó không tạt. Chợ đẹp nhưng mà xa đường, không thứ nhất là không tiện đường, thứ thì là các cô bán hàng biết bán ngày thì giờ đây là người ta đi làm thập phương tất cả ta đi làm qua đường đây thì người ta rẽ vào đây nó gần. Thời gian các chợ dồn vào đây được 2 tháng thế là vào đây bán được nhưng mà không có người mua, có người bán nhưng không có người mua, cho nên là cứ rút dần ra ngoài này. Đây xe ở đây vào từng cái là mua luôn, đi vào chợ nó có lịch trình cho nên là các cô không vào nữa. Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn cho biết, khi lên phương án xây chợ, cả xã chỉ còn mỗi khu đất trong đường 402 là phù hợp, nên dù địa điểm này cách hơi xa đường liên huyện nhưng vẫn được lựa chọn. Xã đã nhiều lần vận động nhưng người dân vẫn họp chợ ngoài đường. Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn đã dự tính xin kinh phí làm hệ thống cống thoát nước hai bên đường thì người buôn bán sẽ mất chỗ ngồi, đồng thời vận động và miễn phí vé gửi xe một thời gian để khuyến khích người dân vào chợ mới. Kính mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.